Xin chào các bạn, hôm nay mình có lô máy câu nhặt bãi. Mình xin giới thiệu các bạn, giá là mình báo trên video, giá đây là mình chưa có phí ship. Phí ship một máy là 30k, mình có ship code toàn quốc. Sau đây là mình xin giới thiệu ở con máy đầu tiên này nha các bạn. Con số 1 này là một con SS1000 nha, Shimano Titanus này, con này là của hãng Korea. Lăng sáng bóng nha, tay quay là tay quay kim loại này, gạt cước tốt. Con này là máy sóng, lưỡi gạt tốt nha. Thông số cước này, con này là cước số 2 là 160m, cước số 3 là 140m nha. Cước số 4 là 90m nè, cước số 3 là 110m, cước số 2 là 160m. Size là size 2000. Máy sóng lưỡi gà tốt nha. Máy quay này nha, chốt chạm. Máy quay đó là mượt nha. Ratio là 4.2. Ngõ hình của máy. Con số 1 này có giá là 150k. Số 1 150k. Tiếp theo là con số 2. Số 2 này là một con máy Daiwa nha. Daiwa này. Daiwa này là của Thái Lan nha, made in Thái Lan. Size máy. Con này có size là size 1000, 1500 nha. Cước 1.5 là 130m này. Cứ số 2 là 100m. Ngoại hình lăn sáng bóng nha. Thay đổi tay quay trái phải, Daiwa ST600B. Gạt cước tốt nha. Máy sóng này, lưỡi gạt tốt nha. Đây là tay gập. Máy quay này nha. Đó là mượt nha. Chốt chặn. Ngoại hình của máy. Màn hình của máy nha. Máy quay rất là mượt. Con số 2 này có giá là 270k. Thái Lan. Số 2 270k. Tiếp theo là con số 3. Số 3 này là một con máy ngang nha. Một con máy ngang tay phải này. Đó. Ryobi nha, con này là Ryobi Trimaster 50. Con này là của made in Japan này nha. Japan. Dây này nha, thấy cũng còn khá là mới này. Con máy này còn rất là đẹp nha. Lăng chưa cước bằng sứ luôn nè. Chốt chặn. Con số 3 này có giá là 400k. 400k. Máy rất là mới đẹp nha. Tiếp theo là con số 4. Số 4 này là một con máy màu xanh này, tay cầm tay phải nha. Ratio là 5.1, chạy 4 bạc đèn này. Màu rất là đẹp nha. Đó. Có chìa cước này nha. Máy quay này nha, chốt chặn, rất là mượt nha. Tay cầm này. Con số 4 này có giá là 400k. Máy hoạt động tốt hết nha. Số 4 400k. Tiếp theo là con số 5. Số 5 này là một con máy ngang tay phải nha. Đó. Bên trong này bằng kim loại 7 màu luôn nha. Đó, màu rất đẹp nha. Một con này là chạy 5 mặt đạn này, đó. Shimano nha, một con máy Shimano made in Japan này. Shimano Japan. Scorpion này, Shimano. Lăng này, rất đẹp nha, màu. Đó. Mở này nha, nó vặn lên. Máy quay rất là mượt nha. ABS luôn nha. Máy này. Con số 5. Số 5 này có giá là 700k. Số 5 700k. Tiếp theo là con số 6.
Con số 6 này là một con máy Việt Nam nha, một con Việt Nam, đai quay Việt Nam, là made in Việt Nam. Đai quay nha, máy sóng lưỡi ghe tốt nha. Lăng sáng bóng nha. Tay quay là thay đổi trái phải. Máy này nha. Tay là tay gạch. Máy cắt trầy xước, cối là cối kim loại. Gạt cước tốt nha. Máy sóng này, lưỡi ghe tốt. Size con này là size 2000 nha. Size 2500 nha. Số 6. Số 6 này thì mình có luôn một con máy nha. Máy ngang nha. Đó. Máy ngang tay phải nè. Chốt chặn. Đó. Số 6 nha. Số 6 này thì 150k nha các bạn. Số 6 150k. Đó. Mẫu hình có trầy xước nha. Số 6 150k. Tiếp theo là con số 7. Số 7 này là một con máy Olympic nha. Olympic VX 1800 này. Con này là của Japan này nha. Made in Japan. Máy sóng lưỡi gà tốt nha. Size con này là size 5000 nha. Cước số 5 là 200m này. Lăng là sáng bóng này nha. Tay là tay gập nha. Tay gập bằng xuống nha. Đó. Nó có chế độ bật là so này nha. Đó. Gạt cước tốt nha. Máy sóng lưỡi gà tốt. Cước màu trắng. Ngõ hình của máy này. Máy quay này nha, rất là mượt, chốt chặn. Thay đổi tay quay trái phải. Con số 7 này có giá là 250k. Số 7 250k. Tiếp theo là con số 8. Số 8 này là một con máy Daiwa nha. Daiwa SS 5000 này. Con này là một con máy Japan, Daiwa Japan. Dòng Daiwa SS 5000 nha. Lăng sáng bóng. Size con này là size 10.000 nha. Cước số 10 là 190m này. Cước số 8 là 240m. Thay đổi tay quay trái phải. Ngõ hình của máy nha. Tay cầm bằng gỗ này. Đó. Tay cầm gập. Dòng này rất là hiếm nha. Toàn thân là bằng nhôm nha. SS 5000. Dòng này rất là chắc chắn. Máy sóng này. Lưỡi ghe tốt nha. Cối này nha. Đó là sáng bóng này. SS. Gạt cước tốt nha. Máy quay nè. Rất là mượt nha. Chốt chặn. Đảo chiều nè. Đó. Máy quay rất là mượt nha. Con này có chế độ bật tiếng kêu này nha các bạn. Quay này là không có tiếng kêu nha. Đó. Bật tiếng kêu này. Đẩy sen nè. Đó. Chốt chặn nè. Quay rất là mượt. Không thích thì mình đẩy ra nè. Đó. Máy quay rất là mượt nha. Dòng này rất là khỏe nè. Bên trong của nó bằng đồng nha. Mấy cái bánh răng này rất là chắc chắn luôn. Con số 8 này có giá là 1.200.000. Số 8 1.200.000. Tiếp theo là con số 9. Số 9 con này là một con Daiwa ST5000X. Con này là của Japan này nha. Đó, made in Japan. Toàn thân là bằng nhôm hết nha. Con này có size là size. Con này size lớn nha. Con này size là size 10.000 này. Cước 10 là 180m này. Cước 8 là 230m. Cối kim loại, rất là sáng bóng nha. Thay đổi tay quay trái phải. Lăng này, sáng bóng luôn nha. Gạt cước tốt. Máy sóng, lưỡi gạt tốt. Tay là tay cầm gỗ này. Tay gập này nha. Đó. Máy này nha. Rất là đẹp. Máy quay. Quay rất là mượt nha, chốt chặn. Đảo chiều nè. Đó, quay rất là mượt nha. Những con này là câu cá lớn, câu tre, câu biển rồi nha. Toàn thân bằng nhôm, rất là khỏe lắm, size 10.000. Số 9 này có giá là 800k. 800k. Tiếp theo là số 10. Số 10 này là một con Daiwa Sportline 1000 nha. Daiwa Sportline 1000. 1000 này cái tên thôi nha các bạn. Japan, Daiwa Japan này. Con này là size của nó là size 6000 nha. Cước số 6 là 150m này. Cước số 7 là 130m này. Rất là đẹp mới nha. Đó.
thay đổi tay quay trái phải, lăn xén bóng, tay quay gập. Đó, máy còn rất là mới đẹp nha. Máy sóng này, lưỡi gà tốt này. Máy quay này nha. Đó là mượt nha, chốt chặn. Đó, những dòng này câu kéo rất là khỏe nha. Full nha. Đó. Đảo chiều này. Đó, quay rất là mượt nha. À, con này thì có cái bao luôn nha các bạn. Con này thì có cái bao đai que này, đó. Bao đai que này. Con kéo luôn này, bao rất đẹp, bao giáp cái dây. Đó. Con số 10 này có giá là 1 triệu nha. Số 10. Con này rất là mới, 1 triệu. Đó. Tiếp theo là con 11. 11 này thì mình có một con Shimano Ultera nha, XT1000. Dòng này là có ABS này. Đó, ABS nha. Tay là tay cầm gỗ. Con này là của Japan này nha. Ultra XT Japan đó. Shimano lăng vàng, cối kim loại. Cối kim loại vàng luôn này. Thay đổi tay quay trái phải. Size 1000 nha, câu tôm, câu mực. Câu lưu rê cái nhỏ rồi nè. Máy sóng, lưỡi gà tốt nè. Câu cầm tay chờ máy rồi nha các bạn. Đó, mấy con này câu rất là đẹp. Dòng này rất là khỏe nha. ABS nè. Máy quay rất là mượt nha. Có ABS. Máy rất là đẹp. Thay đổi tay quay trái phải. Này. Cước số 1.5 là 130m nha. Cước 2 là 100m. Cước 3 là 65m. Con số 11 này có giá là 500k. 11, 500k. Tiếp theo là con 12. 12 thì mình có một con DS 5000 nha. Size là size 5000. Retio là 5.0. Có kim loại. Một con China nha. Tay này. Tay nấm rất là đẹp nha. Tay nấm bằng kim loại, tay kim loại, có kim loại nha. Size 5000, gạt cước tốt, lăn xén bóng. Máy sóng này, lưỡi gà tốt. Máy quay này nha, rất là mượt. Đó. Con này thì có ABS luôn nha. Đó. Máy quay này, rất đẹp nha. 5000. Con số 12 này có giá là 250k. 12 250k. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình, hoặc là để lại dưới bình luận mã máy kèm số điện thoại nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.